Thùy Linh kính chào quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 8. Kính chúc quý vị khởi đầu ngày mới thật nhiều niềm vui. Và sau đây là các nội dung thời sự đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Cuộc vận động tranh cử tại Wisconsin của Harris Tim Walsh bị gián đoạn bởi tình huống bất ngờ. Khoảnh khắc đáng chú ý của Harris trong cuộc vận động tại Wisconsin vì sao nói Tim Walz là gương chiếu yêu đối với thế giới Trump. Sự thật đằng sau cuộc tấn công mới nhất về lòng dũng cảm bị đánh cắp của Trump và Vance. J.D. Vance đang dùng lý do hèn nhát để thoát khỏi cuộc tranh luận với Tim Walz. Tổng thống Biden lo ngại bầu cử năm nay nếu Trump thua. Và nhiều tin khác nữa. trong bối cảnh chính trị của hoa kỳ hiện nay câu hỏi đặt ra là không chỉ là ai sẽ trở thành người lãnh đạo quốc gia mà còn là chúng ta muốn những giá trị nào định hình tương lai của đất nước qua video mà ngô phong gửi đến ngay sau đây trong bối cảnh các cuộc vận động tranh cử gần đây chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa hai hướng đi một con đường dẫn đến đoàn kết yêu thương và lòng trắc ẩn còn con đường kia lại đưa chúng ta tới chia rẽ hận thù và ích kỷ And if anybody goes down, if you start going down, we have people they'll pick you up right away. They'll throw water. You know, they were so worried, everybody was so worried yesterday about you. And they never mentioned me. I'm up here sweating like a dog. <laughs> Secret Service said we have to make sure everyone's safe. I said, what about me? Oh, we never thought of it. They don't think about me. I'm working my ass off. I'm working hard. Freedom is when Freedom and Oh can we get somebody to help? Somebody's hot. Somebody's hot. Can we get somebody to help? You okay? Drink some water, folks. It is hot out. Get somebody up. Thank you. Can we get water. <laughs> so, you okay? yeah. Thank you all for helping. Grateful. Thank you. Thank you all. Take care of one another on this. This is, this is why we gather. Look, it's hot. It is hot. I'll come again. They've got folks here. We'll, we'll make sure we're okay. But I, I have to tell you all again, I, in all seriousness, to come and gather like this, to talk about our freedoms, the ability to talk about what could be good. And I have to say, this idea of caring for our neighbor and kindness and a hand up when somebody needs it, or just the sense of that people go through things. Và cũng vào ngày hôm qua, phát biểu tại Detroit lúc 7 giờ tối, theo giờ địa phương, thống đốc Walsh đã nói, có một điều mà tôi không thể tha thứ cho những người kia là họ đã cố gắng đánh cắp niềm vui của đất nước này. Nhưng bạn biết không, vì tổng thống tiếp theo của chúng ta sẽ mang niềm vui trở lại. All the things that make me mad about those other guys and all the things they do wrong, the one thing that I will not forgive them for is they try to steal the joy from this country. They try and steal the joy. But you know what? You know what? Our next president brings the joy. She emanates the joy. thống đốc tim walsh ứng viên phó tổng thống của đảng dân chủ đã thể hiện rõ phẩm chất lãnh đạo mà chúng ta cần khi một người trong đám đông bị ảnh hưởng bởi cái nóng walsh đã dừng bài phát biểu yêu cầu sự giúp đỡ từ những người xung quanh và bảo đảm rằng người này được chăm sóc kịp thời trong khoảnh khắc ấy ông đã không chỉ nói về sự đoàn kết mà còn hành động để chứng minh điều đó ông đã đặt con người lên trên chính trị thể hiện một cách chân thực nhất tinh thần yêu thương và lòng trắng ẩn. Ông lập tức chỉ tay về phía tình huống xảy ra và nói, có ai có thể giúp đỡ không? Có người đang bị nóng. Sau đó, ông hỏi hướng về đám đông, bạn ổn chứ? Hãy uống chút nước mọi người à, trời đang rất nóng. Sau khi bảo đảm người cần giúp đỡ đã nhận được sự chăm sóc, thống đốc Walsh tiếp tục bài phát biểu. Ông cũng ra hiệu cho một người mang nước đến cho người trong đám đông và nói chúng ta hãy chăm sóc lẫn nhau đây là lý do chúng ta tụ họp một người dùng mạng xã hội đã thuyết đã vài phút trôi qua và ông ấy đứng đó kiên nhẫn chờ đợi giải thích với đám đông không có gì kịch tính không có sự ngượng ngùng chỉ đơn giản là sự tự tế người này thật đáng kính trọng theo thông tin từ cơ quan thời tiết quốc gia, nhiệt độ cao nhất tại khu vực oklahoma vào thứ tư là 78 độ F, tức vào khoảng 25,5 độ C. sự kiện diễn ra ngoài trời tại khu tổ chức sự kiện oklahoma. ngược lại, trong các sự kiện vận động của ứng viên donald trump, chúng ta thấy một sự khác biệt. trong các buổi vận động, khi có những trường hợp người ủng hộ bị ảnh hưởng bởi cái nóng, mặc dù sự trợ giúp đã được lên kế hoạch từ trước nhưng ít khi chúng ta thấy sự can thiệp trực tiếp từ Trump. Tại một sự kiện ở Phoenix, Arizona vào đầu tháng 6, các dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết có 11 người được đưa đến bệnh viện vì biểu hiện kiệt sức do nóng. Trong một sự kiện khác vào cuối tháng đó ở Las Vegas, Nevada, nơi nhiệt độ lên tới hơn 100 độ F, tức vào khoảng 37,8 độ C, Chiến dịch Trump lần này đã rút kinh nghiệm hơn bằng cách cung cấp hàng ngàn chai nước cho người tham dự và dựng lều để tạo bóng râm. Ngoài ra, cũng đã thuê thêm y tế viên cho sự kiện. Nhưng điều đáng nói là Trump chưa bao giờ bày tỏ sự quan tâm khi người ủng hộ bị say vì nắng nóng. Như ở video vừa chia sẻ, ông tiếp tục bài phát biểu, không dừng lại, không có chuyện hỏi han đối với những người đang gặp khó khăn về sức khỏe. Cách tiếp cận như vậy được Maga đánh giá theo một cách kỳ lạ, rằng Trump chuyên nghiệp. Cho dù có vẻ chuyên nghiệp, nhưng lại thiếu đi sự nhân văn, sự quan tâm đến từng cá nhân, những giá trị cốt lõi mà người dân cần ở một nhà lãnh đạo. Chúng ta chọn vui vẻ hay chọn sự kỳ quặc. Công chúng cũng đã chứng kiến sự gia tăng của chia rẽ và hận thù trong gần 8 năm qua. Một phần lớn do những lựa chọn mà người Mỹ đã thực hiện trong việc chọn ra những nhà lãnh đạo. Giờ đây, những nhà lãnh đạo như Tim Waas với sự quan tâm và lòng vị tha có thể trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, là người khơi dậy niềm tin rằng chính trị có thể và nên là một công cụ để kết nối con người chứ không phải chia rẽ họ. Sự lựa chọn mà người dân Mỹ phải chọn không chỉ đơn giản là giữa hai ứng cử viên mà là giữa hai con đường một con đường hướng đến sự đoàn kết, nơi mọi người chăm sóc lẫn nhau, như các thống đốc Timor đã làm. Một con đường khác mà chính xác hơn là quay trở lại, đưa người Mỹ về với sự chia sẻ, nơi cá nhân và quyền cá nhân được đặt lên trên tất cả. Chúng ta muốn một nhà lãnh đạo như thế nào? Khi chúng ta bước vào thời điểm xác quyết như thế này, hãy tự hỏi chính mình. Chúng ta muốn ai là người sẽ dẫn dắt đất nước này? một người sẽ gắn kết chúng ta lại với nhau hay một người sẽ tiếp tục gieo rắc sự chia rẽ một người sẽ yêu thương và chăm sóc chúng ta hay một người sẽ tiếp tục theo đuổi lợi ích cá nhân một người sẽ tạo ra sự vui vẻ hay một người luôn tạo ra sự kỳ quan thậm chí là quái đản hoa kỳ cần những nhà lãnh đạo có tầm nhìn vượt qua những chia rẽ người có khả năng kết nối mọi người bất kể khác biệt và người sẵn sàng đứng lên vì giá trị chung của cả quốc gia lựa chọn nằm trong tay người Mỹ, và lựa chọn đó sẽ định hình tương lai của Hoa Kỳ và của cả thế hệ mai sau. Trong khi đó, một khoảnh khắc đáng chú ý trong phong cách lãnh đạo của Harris vào tối qua tại Wisconsin cũng rất đáng ghi nhận. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đã ngăn chặn những hành động quá khích của người hâm mộ khi họ hét to liên quan đến Trump tại buổi vận động tranh cử. Đây chính là hình ảnh của một nhà lãnh đạo thực thụ. Và đám đồng đã ủng hộ bà. And he intends to end the Affordable Care Act. You know what? If you want Donald Trump to win, then say that, otherwise I'm speaking. Trong ngày thứ hai của cuộc vận động tại các bang chiến trường cùng người đồng hành Tim Walz, khi Harris nhắc lại những ngày bà còn làm công tố viên chuyên truy tố kẻ lạm dụng, gian lận và lừa đảo, người ủng hộ bắt đầu hô vang nhốt ông ta lại như tại Philadelphia hôm thứ ba. Harris đã có một khoảnh khắc khác thường so với kịch bản. Khoan đã, bà nói, giơ tay ra như để xoa dịu đám đông tại Eau Claire, Wisconsin. Bạn biết đấy, tòa là nơi sẽ giải quyết chuyện đó. Điều chúng ta cần làm là đánh bại ông ta vào tháng 11. Bà cười lớn, bà đám đồng hưởng ứng nhiệt tình. Khoảnh khắc này đại diện cho sự lan tỏa nhẹ nhàng trong việc làm dịu đi một hành động có thể trở nên không thích hợp cho phó tổng thống. Vào hôm thứ Tư, những lời kêu gọi nhốt ông ta lại đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong các buổi vận động của Harris, bắt trước lời hô nhốt bà ta lại mà người ủng hộ MAGA của Trump từng sử dụng để chống lại Hillary Clinton thưa quý vị việc bà harris ngăn những lời hô hào đó cho thấy bà không muốn chiến dịch của mình bị vướng vào những tranh cãi không cần thiết và có thể gây chia rẽ đồng thời bà tôn trọng tiến trình pháp lý và không muốn sử dụng các vấn đề pháp quyền làm công cụ chính trị đây là một thông điệp không thể rõ ràng hơn về việc bà đề cao nguyên tắc pháp quyền và công lý yêu cầu tống giam ứng cử viên đảng Dân Chủ năm 2016 bắt nguồn từ viện bà Clinton sử dụng email cá nhân cho các thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao, mà FBI cho rằng đó là do sơ suất. Mặc dù Trump phủ nhận là đã từng nói nhốt bà ta lại, nhưng các dữ liệu từ truyền thông cho thấy ông ta đã nói điều đó, và MAGA nói leo theo sau. Khác với bà Clinton, Trump hiện nay đã là một tội phạm bị kết án. Ông dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 18 tháng 9 tại New York. Ông có thể đối mặt với án tù lên đến 4 năm, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng một án nhẹ hơn có thể xảy ra. Ngoài ra, các tòa vẫn đang xét xử các hành động của ông liên quan đến việc can thiệp bầu cử và lưu trữ tài liệu mật ở Mar-a-Lago. Thậm chí mới đây, tin tức cho biết, một đại bồi thẩm đoàn Arizona từng muốn truy tố Trump, nhưng công tố viên hàng đầu Arizona đã phải căng ngăn. trong một tình huống khác mà có thể dễ dàng trở nên hỗn loạn harris đã xử lý một cách khéo léo và chuyên nghiệp khi bà đã bị gián đoạn trong một buổi vận động tranh cử cùng ngày tại detroit bởi những người biểu tình phản đối chiến tranh tại gaza đây là lần đầu tiên kể từ khi bà khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống mà người biểu tình phản đối tiếp cận chiến dịch khi harris đang phát biểu trước một nhà chứa máy bay đầy ắp người ủng hộ những người biểu tình trong đám đông liên tục hô vang, Kamala bà không thể trốn, chúng tôi sẽ không bầu cho sự diệt chủng. Đám đông ủng hộ Harris đáp lại bằng những tiếng la ó và hô vang Kamala để ác đi tiếng phản đối. Tôi có mặt ở đây vì chúng tôi tin vào nền dân chủ, mọi tiếng nói đều quan trọng, nhưng hiện giờ tôi đang phát biểu, tôi đang phát biểu. Harris nói trong tiếng vỗ tay của người ủng hộ khi những người biểu tình tiếp tục làm gián đoạn harris đưa ra cảnh báo rõ ràng hơn nếu các bạn muốn donald trump chiến thắng thì cứ tiếp tục nói vậy nếu không hãy để tôi phát biểu harris đã khéo léo sử dụng sự phản đối để tái khẳng định tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới michigan là nơi có cộng đồng người mỹ gốc ả rập lớn đặc biệt là ở các vùng ngoại ô detroit một số thành viên dân chủ lo ngại các xử lý của chính quyền Biden đối với chiến tranh tại Gaza có thể khiến họ mất phiếu vào tháng 11 tới. Và cũng cần nói đến điều mà Harris đang đối mặt với cả hai phía. Đó là một số cử tri do Thái tức giận khi bà chọn Walsh thay vì George Shapiro. Và điều này có vẻ như Trump nắm bắt kịp thời. Ngay trên đài Fox hôm thứ Tư, Trump tìm cách kích động thêm bằng tuyên bố việc chọn Walsh làm người đồng hành của Harris là rất xúc phạm đến người Do Thái, cho rằng thống đốc Pennsylvania không được chọn vì tôn giáo của ông ấy. Và mặc dù Trump cũng lạc quan nói rằng ông rất vui khi ông và j Vance đang chạy đua với Harris vào Walsh, nhưng Trump đã tiên đoán thảm họa cho nước Mỹ nếu các đối thủ của ông giành chiến thắng vào tháng 11 chúng ta sẽ sống như những con chó. Toàn bộ đất nước của chúng ta, toàn bộ hệ thống của chúng ta sẽ sụp đổ. Trump hăm dọa. Và chúng ta cần biết sự thật rằng, chín thượng nghị sĩ do thái của Hoa Kỳ, tất cả đều là đảng viên dân chủ. 26 dân biểu quốc hội Hoa Kỳ gốc do thái thì 24 người là đảng viên dân chủ. Ở cấp độ bằng, hai thống đốc do thái, George Shapiro và J.B. Brisker đều là đảng viên dân chủ. Hơn nữa, Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đều có gốc do Thái. Và cuối cùng, Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng là người do Thái. Và trên tất cả, chúng ta cũng cần biết, điều mà nhiều cử tri đã không biết rằng, Thống đốc Minnesota đã từng can thiệp để chấm dứt một bài học gây tranh cãi về Holocaust tại trường trung học Mankato West, nơi học sinh phải đóng vai người Do Thái bị ngược đẩy tức là ông đã thúc đẩy lệnh giảng dạy về Holocaust trong các trường học ở Minnesota. Với nền tảng giáo dục và quan tâm sâu sắc đến việc dạy về Holocaust và các cuộc diệt chủng, Walsh đã dành cả sự nghiệp để thúc đẩy những phương pháp giảng dạy nhân văn và sâu sắc hơn về các thảm họa này. Sự quyết liệt của ông trong việc bảo vệ học sinh và cải thiện giáo dục đã giúp ông trở thành hình mẫu của một nhà lãnh đạo, không chỉ dạy mà còn học từ những trải nghiệm của mình. Ngoài ra, một điểm mới vô cùng khác biệt về Tim Watts là ông không sở hữu bất kỳ cổ phiếu, chứng khoán hoặc bất động sản nào, theo các tiết lộ tài chính gần đây nhất về ông. Báo cáo cũng không đề cập đến bất kỳ khoản thu nhập nào từ viện diễn thuyết hay viết sách. Ông Watts và vợ, Gwen, không sở hữu nhà riêng, Họ thậm chí đã bán ngôi nhà của họ ở Mankato, Minnesota vào năm 2019, năm đầu tiên của nhiệm kỳ thống đốc, và chuyển vào sống tại dinh thống đốc, nơi hiện là ngôi nhà duy nhất của họ. Khoản đầu tư duy nhất của Walsh là các khoản lương hưu, bao gồm từ thời gian ông làm giáo viên. Trước khi tham gia chính trường vào năm 2006, Walsh đã có nhiều năm dạy học môn xã hội điều này khiến ông waltz khác biệt so với hầu hết các viên chức được bầu khi phần lớn họ thường có nhiều khoản đầu tư tài chính đáng kể thưa quý vị trong thời đại ngày nay quyền lực thường đi đôi với tài sản và lợi ích cá nhân ông tim waltz đã nổi bật như một biểu tượng của sự liêm chính và cam kết không ngừng nghỉ đối với lợi ích cộng đồng sự thật rằng ông không sở hữu bất động sản chứng khoán hay doanh nghiệp nào là một tuyên ngôn về giá trị và phẩm chất của một nhà lãnh đạo chân chính. Tim Waite đã chọn miễn sao sống vui vẻ mỗi ngày là được. Ông đã từ chối việc tích lũy tài sản cá nhân để tập trung hoàn toàn vào việc phục vụ người dân Minnesota. Ông và vợ quen không sở hữu nhà riêng, thay vào đó họ chỉ sống ở nhà công, ngôi nhà chính thức duy nhất của họ một nhà lãnh đạo khác biệt như Tim Walz là điều mà bất kỳ đất nước nào cũng cần trong thời điểm hiện tại. Một người không bị ràng buộc bởi tài sản hay lợi ích cá nhân. Một người không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Walz, người có thể hành động mà không bị sao nhãn bởi các lợi ích tài chính hay bất động sản cá nhân. Khoản đầu tư duy nhất mà Walz có là các khoản lương hưu từ thời ông làm giáo viên Điều đó càng khẳng định sự tập trung của ông vào giáo dục và phục vụ cộng đồng hơn là việc theo đuổi sự giàu có. Có vẻ với quan điểm của Watts, giá trị của một nhà lãnh đạo không nằm ở tài sản sở hữu mà ở khả năng lãnh đạo và cống hiến cho người dân. Là việc sử dụng quyền lực để tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng và đất nước. Và đó là một trong các lý do tại sao Tim Watts xứng đáng được ca ngợi như một nhà lãnh đạo chân chính có một câu nói nổi tiếng rằng, thời thế tạo anh hùng. Khi Trump nổi lên như một biểu tượng của sự phân cực và quyền lực cá nhân, thì Tim Walz xuất hiện như một gương mặt đối lập, một tấm gương chiếu yêu bất đắc dĩ, phản chiếu lại những khía cạnh tiêu cực của thế giới mà Trump đã tạo ra. Tim Walz với lối sống giản dị và cam kết phục vụ cộng đồng, đã trở thành một tấm gương đối lập hoàn hảo cho những gì mà Trump đại diện. Ông xuất hiện vào thời điểm mà nước Mỹ đang cần một nhà lãnh đạo trung thực, kiêm nhường và không vì tiền. Sự đối lập đó làm nổi bật những giá trị của Walls và phơi bày những hành vi của thế giới Trump. Có vẻ như, thời thế đã tạo ra Tim Walls, một nhà lãnh đạo có thể phản chiếu lại những điều mà Trump không thể đạt được, sự trung thực, lòng trắc ẩn và cam kết vô điều kiện đối với lợi ích chung. Cập nhật thêm Chiến dịch Harris cho biết đã huy động được 36 triệu đô trong 24 giờ đầu tiên sau khi thống đốc Walsh được chọn làm người đồng hành. Đây thực sự là một số gây quỹ rất lớn. Cũng cho thấy sự ủng hộ của cử tri đối với người liên danh Tim Walsh. Thêm vào đó, chiến dịch đã tung ra sản phẩm lưu niệm có hình ảnh Walsh, mang về doanh thu 1 triệu đô kể từ khi có thông báo bán. Có vẻ công chúng rất yêu mến Tim Walsh. Trump và Vance đã sử dụng luận điệu lòng dũng cảm bị đánh cắp để công kích thống đốc Walls, tập trung vào việc ông không tham gia chiến đấu trực tiếp trong quân đội và quyết định từ chức trước khi đơn vị của ông được triển khai đến Iraq. Đây không phải là lần đầu tiên chiến lược tấn công loại này được sử dụng với những điểm tương đồng rõ ràng với chiến dịch Swift Boat năm 2004, làm mất uy tín của ứng cử viên tổng thống John Kerry bằng cách gây nghi ngờ lịch sử phục vụ quân sự của đối thủ. Ông Tim Walz đã phục vụ hơn hai thập niên trong lực lượng vệ binh quốc gia, đạt đến cấp bậc cao nhất cho một lính quân dịch là trung sĩ cấp chỉ huy trước khi nghỉ hưu vào năm 2005. Ông trở thành quân nhân có cấp bậc cao nhất phục vụ trong quốc hội ông đã từng tham gia vào các nhiệm vụ như ứng phó thảm họa thiên nhiên và được điều động phục vụ tại ý trong chiến dịch enduring freedom tuy nhiên ông chưa bao giờ tham gia vào các khu vực chiến đấu trực tiếp chính ông cũng đã công khai nói là ông không phải là người lính tham gia chiến đấu trực tiếp và ông luôn tôn trọng những người đã làm nhiều hơn mình trong quân đội điều này cho thấy ông không cố tình thổi phồng thành tích mà chỉ chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình trong quân ngũ Vance, người từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến như một chuyên viên truyền thông công cộng, đã chỉ trích Wons vì cái gọi là "giá trị chiến đấu giả" tại một buổi vận động tranh cử hôm thứ tư. Vance đã nhắc đến lời kêu gọi kiểm soát súng trước đây của Wons, trong đó Wons đã nói về bỏ khí mà tôi mang trong chiến tranh. Tuy nhiên, Vance đã trích dẫn sai lời của Wons, cho rằng Wons đã nói về bỏ khí mà ông đã sử dụng trong chiến tranh sự khác biệt ở đây là Wons chỉ nói rằng ông đã mang vũ khí trong chiến tranh, không khẳng định rằng ông đã thực sự sử dụng nó trong các trận chiến. Việc Vance trích dẫn sai lời của Wons có vẻ cố ý làm sai lệch ý nghĩa và tạo ra một hình ảnh không đúng về kinh nghiệm quân sự của Wons. Vance, người chưa từng tham chiến trực tiếp, đã lặp lại một luận điệu tấn công chống lại Wons trong cuộc vận động võ khí nào mà ông đã mang vào chiến tranh khi mà ông đã bỏ rơi đơn vị của mình ngay trước khi họ đến Iraq? Tức là Vance chỉ trích Walsh vì đã rời quân đội trước khi đơn vị của ông được triển khai tới Iraq, gợi ý rằng ông đã bỏ rơi đồng đội để theo đuổi sự nghiệp chính trị. Nhưng điều này là một sự bóp méo sự thật. Walsh đã có kế hoạch rời khỏi quân đội và quyết định này không phải là dễ dàng vì ông thực sự rất yêu thích quân đội và đồng đội của mình các cáo buộc về việc Walsh bỏ rơi đơn vị cũng đã được các đối thủ chính trị sử dụng trong quá khứ, nhưng luôn gặp phải sự phản đối từ những người từng phục vụ cùng ông. Những người cho rằng ông đã có quyền rời khỏi quân đội và chuyển sang một con đường khác trong sự nghiệp. Đáng mỉa mai theo sau là Trump, người chưa một giây nào ở quân đội khi còn trẻ và thậm chí bị cáo buộc trốn quân dịch đến 5 lần người cũng đã lên True Social chỉ trích Walsh cho rằng là một sự nhục nhã, đồng thời chia sẻ một bài xã luận được viết bởi một cựu chiến binh và người dẫn chương trình podcast cánh hữu, mô tả nỗ lực của ông Walsh như là việc bỏ rơi đồng đội để tranh cử vào quốc hội. Nhiều cơ quan báo chí đã nhanh chóng đưa ra những bằng chứng xác thực để bác bỏ luận điểm từ phía Trump Vance. Theo CNN, hai tháng sau khi Walsh nghỉ hưu vào năm 2005 để tranh cử vào quốc hội, đơn vị cũ của ông mới nhận lệnh triển khai. Mặc dù vậy, những người bình luận từ phe cánh hữu vẫn cố gắng đẩy mạnh cáo buộc vô căn cứ này. Sự chỉ trích đối với hồ sơ quân sự của Owens cũng đã không nhận được sự ủng hộ từ các nhóm cựu chiến binh. Vets, một tổ chức bảo vệ quyền của cựu chiến binh, đã lập tức phản bác Vance. Trudy Vance tấn công một cựu chiến binh khác là một hành động vô liêm sỉ và hoàn toàn không có cơ sở thực tế. Đây là một cuộc tấn công trắng trợn, vô căn cứ và đáng phẫn nộ. Thật đáng xấu hổ cho ông ta. Nhóm này biết trên mạng X kèm theo một đồ họa hư cấu và thực tế để nhấn mạnh những thông tin mà CNN và các nguồn khác đã kiểm chứng. Và ngay cả Mike Short, cựu chánh văn phòng của cựu phó tổng thống Mike Pence cũng tỏ ra hoài nghi về luận điểm của Vance. Chiến dịch của Harris Wands cũng đáp trả bằng cách nhấn mạnh sự nghiệp phục vụ quân đội dài của Wands, vai trò lãnh đạo của ông trong quốc hội với tư cách là chủ tịch ủy ban cựu chiến binh và sự cam kết của ông đối với các quân nhân và gia đình họ. Trong khi đó, có vẻ J.D. Vance đang dùng lý do hèn nhát để thoát khỏi cuộc tranh luận với Tim Walsh. Cặp đôi Trump-Vance sẽ từ chối tham gia tranh luận với Harris-Walsh bởi vì mới đây Vance đã rất kỳ lạ. Cụ thể, Trump đã tìm mọi cách rút lui khỏi cuộc tranh luận tổng thống với Harris, vốn đã được lên lịch trước đó vào ngày 10 tháng 9. Nhưng Vance tại cuộc vận động Wisconsin hôm thứ Tư đã kỳ quặc khi mời Harris tham gia tranh luận vào tuần tới. Vì vậy, đây là lời đề nghị của tôi với Kamala Harris. Nếu bà ấy muốn tranh luận với tôi vào ngày 13 tháng 8, tôi sẽ tham gia, Vance nói Trước khi Tổng thống Biden rút lui, Harris đã đồng ý tranh luận với Vance trên CBS News vào ngày 23 tháng 7 hoặc ngày 13 tháng 8. Nhưng Trump đã từ chối cam kết người đồng hành tranh cử của mình sẽ tham gia một cuộc tranh luận. Trong những tuần kể từ đó, Harris đã là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Bà đã chính thức được chứng nhận là ứng cử viên, thách thức Trump tham gia một cuộc tranh luận trong khi vị thế của harris rõ ràng đã thay đổi vance lại bày tỏ sự hoài nghi tôi không nghĩ bà ấy muốn làm vậy nữa vì một là bà ấy thậm chí có thể không biết rằng mình sẽ là ứng cử viên của đảng dân chủ và hai là chúng ta cũng không biết ứng cử viên phó tổng thống sẽ là ai ông nói để giải thích cho điều kỳ lạ của mình, Vance tuyên bố rằng vẫn chưa rõ liệu Tim Wands, người mà Harris đã chọn vào thứ ba, có phải là người được đề cử hay không, vì ông ấy có rất nhiều bề bối đang được tiết lộ. Cũng như Vance không thể chấp nhận sự thật rằng ông sẽ không tranh luận với Harris nữa, Trump dường như cũng không thể đối mặt với thực tế mà không có Biden. Vào tối thứ ba, Trump đã viết một bài đăng kỳ lạ trên Twitter Social trong đó ông tưởng tượng biden đột nhập vào đại hội đảng dân chủ để giành lại đề cử từ harris bỏ qua những tưởng tượng đó trump và vance dường như không thể đối mặt với thực tế rằng cuộc đua này đã thay đổi hoàn toàn so với những gì họ ký kết chuỗi những lý do tồi tệ để không tranh luận với harris và vance đã bộc lộ sự cố chấp ảo tưởng trong chiến dịch của họ cũng như một điều đáng lo ngại hơn nhiều rằng cả hai rõ ràng không thể thích nghi với đối thủ mới trong khi ông waltz tỏ ra rất sẵn lòng tranh luận với vance tôi không thể chờ thêm nữa để tranh luận với ông ta waltz nói tại buổi vận động ở pennsylvania hôm thứ ba đó là nếu ông ta sẵn lòng rời khỏi chiếc ghế dài và xuất hiện Tổng thống Biden trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã bày tỏ lo ngại khi ông cho biết mình không tin tưởng chút nào là sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình vào tháng Giêng tới nếu Trump thất bại. Nếu Trump thua, nếu Trump thua, tôi không tin tưởng chút nào. Biden trả lời trong cuộc phỏng vấn với CBS News khi được hỏi liệu ông có tin rằng quyền lực sẽ được chuyển giao một cách hòa bình vào tháng Giêng hay không. Biden cũng nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn phát sóng vào tối thứ tư. Mọi người đang không xem xét một cách nghiêm túc những phát ngôn trước đây của Trump về một cuộc tắm máu. Mọi người đang không xem xét một cách nghiêm túc những phát ngôn trước đây của Trump về một cuộc tắm máu. Ông ấy nói thật đấy, tất cả những gì nếu thua sẽ có một cuộc tắm máu, Biden nói, bạn không thể chỉ yêu đất nước của mình chỉ khi bạn thắng. Khi được yêu cầu bình luận, người phát ngôn chiến dịch Trump đã không đề cập trực tiếp đến bình luận của Tổng thống Biden, mà chỉ nói một chiều. Tổng bí thư Trump sẽ chiến thắng và lấy lại bản ốc để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Vẫn trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden cũng đề cập đến các nỗ lực có thể gây phức tạp cho tiến trình chứng nhận sau bầu cử. Hãy nhìn những gì họ đang cố gắng làm bây giờ tại các khu vực bầu cử địa phương, nơi người ta kiểm phiếu, ông nói. Ủy ban bầu cử bang Georgia do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu trong tuần này để trao cho các viên chức địa phương nhiều quyền lực hơn trong việc chứng nhận kết quả bầu cử. Một hành động có thể trì hoãn hoặc làm mất các quy trình chứng nhận sau bầu cử trong tương lai. Trump đã ngay lập tức ca ngợi Georgia. Lưu ý, Chủ tịch Hội đồng John Favier, người được Thống đốc Ryan Camp bổ nhiệm, đã bỏ phiếu chống lại quy định, nhưng nó vẫn vượt qua với tỷ lệ 3-2. Được biết, cuộc phỏng vấn đầy đủ của Tổng thống Biden dự kiến sẽ phát sóng vào sáng Chủ nhật này. Ngay suốt bản một cuốn sách của Chủ tịch Quỹ Di sản Bảo thủ của dự án 2025 gây tranh cãi đã bị hoãn lại cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11. Tức là cuốn sách có liên quan đến dự án 2025 và J.D. bị hoãn lại cho đến sau cuộc bầu cử. John's Early Light do Kevin Roberts chấp bút đã được lên lịch xuất bản vào ngày 24 tháng 9. Nhưng sau khi công chúng phản ứng dữ dội về các đề xuất chính sách của dự án 2025 cho chính quyền Cộng hòa trong tương lai, Roberts đã tuyên bố rằng ông sẽ hoãn cuốn sách cho đến sau ngày bầu cử. Thông báo này được đưa ra sau hai tuần đầy thử thách đối với Trump, khi ông tìm cách tách mình khỏi dự án 2025 bao gồm viên xem xét kỹ lưỡng hơn lời tựa của cuốn sách của Roberts do người đồng hành tranh cử của Trump, J.D. Vance của Ohio, viết. Sau khi Trump chỉ trích công khai, giám đốc của Heritage Foundation đã từ chức. Sau đó, chiến dịch Trump đã tỏ vẻ ăn mừng sự sụp đổ của dự án. Nhưng như hình ảnh quý vị thấy, Trump và chủ tịch Kevin Roberts đang ngồi chung trên máy bay vậy mà trump luôn nói không hay biết hay tôi không biết ai đứng sau nó và nội dung tin mà Thụy linh vừa trình bày cũng đã kết thúc chương trình của sáng nay cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi thùy linh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai